Sau đấy tuyển tập vài bài vừa rồi là bọn mình viết trong sự cô lập của Covid và theo qua mạng. Hình như là Covid đã quay lại rồi, thế nên là những bài này nó rất là đi vào lòng người ạ. Sau đây là bài tiếp theo bọn mình viết trong cùng đợt đấy, bài này tên là Đốt ạ. Trăng ạ. Cảm ơn các bạn đã đến đây hôm nay, là một ngày thời tiết rất là tuyệt vời và mọi người diễn quá vui mà rút hát hay quá.